Tập 15. Anh Vũ, chúng chạy hết rồi. Căn nhà lớn như vậy mà chẳng có bóng dáng tên giặc nào cả. Báo cáo đội trưởng, tìm được nhà giam dưới tầng hầm. Nếu như đoán không lầm, nơi này chắc là nhà giam nơi tổ trưởng Lâm của Trung thống bị bắt giam. Mọi người nhìn này, trên tường có chữ. Đội trưởng, hàng xóm nói họ nhìn thấy Hồng Lão Ngũ ngồi xe đi rồi. Trên xe có rất nhiều hầm lớn. Còn nói Hồng Lão Ngũ cười nói lên xe, nói ông ta sớm muộn cũng quay lại. Quá quên quan. Nhất định có người tiết lộ tin tức. Sở trưởng, anh Vũ, sở trưởng, anh Vũ, sở trưởng, anh sao vậy? Anh Vũ, anh sao rồi sở trưởng, không sao chứ? Sở trưởng, cậu cố gắng chút. Sắp tới bệnh viện rồi, sở trưởng. Sở trưởng, anh nói chuyện đi. Sở trưởng, sở trưởng, anh nói chuyện với tôi đi, sở trưởng. Sở trưởng, anh nói chuyện đi. Vẫn còn một nửa, tôi chỉnh nhanh hơn chút. Đừng. Đừng ép em. Anh. Đừng ép em nổ súng. Cô y tá, phiền cô ra ngoài chút được không? Phiền cô lấy giúp tôi bình nước được không? Lấy nước. Cảm ơn. Cô này, cô mở cửa đi. Sao cô lại khóa cửa lại thế? Cô này, cậu dậy đi. Cậu nói tôi nghe, có phải cậu giết chết anh trai cậu không? Có phải không? Cậu tỉnh lại đi. Anh ấy không phản bội đúng không? Cậu tỉnh lại đi, nói tôi biết. Cậu nói sự thật với tôi đi. Vũ Trọng Minh, cậu dậy đi. Mở cửa. Cô gái ơi, mở cửa. Sao vậy? Cậu tỉnh lại đi.
Cậu tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại đi. Cô Thẩm, vừa nãy cậu ấy không biết tại sao tùy dưng cử động nên bị tuột kim ra mất rồi. Tôi định giúp cậu ấy chút. Cô y tá, cô tới xem cậu ấy đi. Sở trưởng, sở trưởng, anh không sao chứ? Chảy máu rồi. Không phải chứ, sao lại chảy máu được? Bác sĩ mau khám cho anh ấy đi. Sao lại chảy máu được? Là cậu ấy. Chính miệng cậu ấy nói. Cậu ấy nói rất rõ ràng. Là cậu ấy giết chết anh trai cậu ấy. Chỉ nói mấy câu đó thôi sao? Chỉ vậy thôi. Nhớ kỹ. Cô nghe được gì đều không được nói với người khác. Được rồi, ra ngoài đi. Sở trưởng, sao lại ngồi dậy? Bây giờ anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. La Tử, cậu nhớ kỹ cho tôi. Nếu như sau này tôi phát bệnh, còn dám nói một câu linh tinh nào. Thì cậu giết tôi đi. Sở trưởng, đây là mệnh lệnh. Rõ. Chúng ta về thôi. Nếu như bá anh bị em trai giết chết, vậy chứng minh anh ấy căn bản không phản bội. Vũ Trọng Minh quá nhẫn tâm. Cậu ta không chỉ giết chết anh trai mình, còn vu oan anh ấy là đồ phản bội. Hai năm nay tôi vẫn nghĩ bá anh. Sở trưởng, anh nhất định phải chứng minh cho anh ấy, phải trả sự trong sạch cho anh ấy. Đồng chí Thẩm Lan, cô ngồi xuống trước đã. Nói bá anh phản bội, trong lòng tôi cũng không tin. Ý chí cách mạng của cậu ấy tôi rất rõ. Cậu ấy là đồng chí sống sót sau vụ thảm sát Thượng Hải ngày 12 tháng 4 năm đó. Làm việc ngầm ở Thượng Hải, hoàn cảnh vô cùng tồi tệ. Cậu ấy đã trải qua thử thách rồi. Theo tôi được biết, vấn đề của cậu ấy tới bây giờ tổ chức vẫn chưa có quyết định rõ ràng. Đồng chí Thẩm Lan, bá anh đã không còn nữa rồi. Mà chúng ta bây giờ phải đối mặt với Vũ Trọng Minh. Cậu ta đang điều tra vụ án mất tích của Tuyên Hiệp Phụ. Việc toàn lực hợp tác với cậu ta là nhiệm vụ cấp bách mà tổ chức yêu cầu. Cho dù cậu ta có tội ác tày trời với anh trai Du Hoàng Giá Quả, thì về mặt khách quan, bây giờ cậu ta vẫn làm việc thống nhất chiến tuyến. Vậy nên lúc này ai trong chúng ta cũng không có bất kỳ quyền gì để trừng phạt cậu ta. Sở trưởng Dân, đồng chí Lão Ngụy đã hy sinh rồi.
Cái gì? Đã xác nhận bị bắn chết trong phòng thẩm vấn của Trung thống. Khi nào? Chiều hôm nay. Sở trưởng, đừng lấy súng. Đồng chí Thẩm Lan, cho dù Vũ Trọng Minh có tội ác tày trời với anh trai Du Quan Giá Họa, thì bây giờ cậu ta vẫn đang làm việc thống nhất chiến tuyến. Lúc này ai trong số chúng ta cũng không có quyền trừng phạt cậu ta. Lên xe đi, mau đi đi. Về phòng. Không chỉ ba anh, còn cả lão Ngụy. Đồng chí Ngụy cũng là chết trong tay cậu ta. Cô có chứng cứ không? Ngày đồng chí Ngụy chết, cậu ta đang ở trong phòng thẩm vấn Trung thống. Hành động dây bắt hôm đó đột nhiên dừng lại. Cậu ta nhận được lệnh của Tưởng Kính Văn nên lái xe tới phòng thẩm vấn. Đó là sự thật chính mắt tôi nhìn thấy. Về ban 8, lái xe. Tới đây. Thông báo cho anh, từ giờ trở đi cả ngày đợi lệnh, không được sự cho phép, không được tự ý ra khỏi phòng hành chính. Có hành động gì sao? Không biết. Biết rồi. Vào đi. Trưởng ban, ông chủ đế có điện báo gấp. Năng lực thám thính của Thẩm Lan rất mạnh, điều cô ấy vào căn cứ điện báo Tây Bắc cống hiến cho nước nhà.
Thẩm Lan, cô kể lại quá trình bắt Hồng Lão ngủ một lần đi. Sở trưởng, phải uống thuốc rồi. Sở trưởng, anh nói xem cô Thẩm kia có chuyện gì vậy? Không bắt được Hồng Lão ngủ, trong lòng cô ấy tức giận thôi. Tôi thấy người của ban tám bọn họ đúng là khó tiếp xúc. Có gì khó chứ? Dù sao cũng không chung đường với chúng ta. Đừng nghĩ mấy chuyện đó. Cậu đi nghỉ ngơi chút đi. Tối nay còn có gì? Cậu phải ra ngoài sao? Tối nay anh nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe. Giống vị viện trưởng không cho anh xuất viện. Trễ vậy rồi ai thấy chứ? Nghe này, tôi không gặp ai hết. Tôi muốn nghỉ ngơi. Được. Cô Tưởng, sở trưởng, là cô Tưởng. Tôi sắp xếp cho cô ấy uống trà trong sân. Gặp hay không gặp? Không gặp. Trễ quá rồi, đưa cô ấy về đi. Rõ. Cô nói cậu ta vô tình nói ra những lời đó, có phải là hối hận không? Bao gồm cả sự tôn trọng với cô. Tôi cứ cảm thấy cậu ta vẫn còn lương tâm. Con người cậu ấy rất mâu thuẫn. Ban đầu cậu ta muốn bắt Hồng Lão ngủ là sự thật, thậm chí không tiếc giá nào tự lái xe đâm từ Diệt Giác. Hơn nữa từ Trung Thống trở về, cậu ta cũng toàn lực dây bắt. Cho dù Hồng Lão ngủ chạy mất rồi, nhưng trong cả quá trình dây bắt, sự quả quyết và dũng cảm của cậu ta chúng ta đều không thể phủ nhận. Đúng, tôi bị sự hy sinh của bá anh và lão Ngụy làm cho hồ đồ. Tôi quá kích động rồi. May mà hôm nay cô không nổ súng, nếu không sẽ gây quả lớn. Quá trình đồng chí Ngụy và Vũ Trọng Minh tiếp xúc, rốt cuộc là lão Ngụy xúi dục cậu ta hay là cảm hóa cậu ta thì chúng ta chẳng ai biết. Bây giờ lão Ngụy hy sinh rồi, chuyện này cũng trở thành câu đố. Nhưng Vũ Trọng Minh vẫn luôn loại trừ phiền phức, tận lực điều tra án, thì chúng ta đều thấy được. Nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng không muốn gặp lại người đó nữa. Tôi nghĩ tới chuyện cậu ta giết bá anh, tôi có thể hiểu tâm trạng cô. Nhưng chuyện này cũng không xóa bỏ được sai lầm nghiêm trọng hôm nay cô phạm phải. Tổ chức sẽ không sắp xếp cho cô tới phòng hành chính nữa. Giải trừ cấm túc, nghỉ ngơi cho khỏe, đợi sắp xếp của tổ chức. Rõ. Anh quên sở trưởng của các anh từ khi nào vậy? 4 năm trước, tôi làm lính lái xe cho sở trưởng. Sau đó sở trưởng bị bệnh nên dừng 2 năm. Anh ấy gọi anh là La Tử. Chỉ có sở trưởng gọi tôi vậy thôi. Tình cảm của các anh hình như rất sâu đậm. Sở trưởng rất tốt với các anh em dưới quyền mình, đều coi là anh em trong nhà. Vậy bây giờ anh vẫn là người Trung Thống sao? Sở trưởng các anh không nói sẽ điều anh tới cơ quan điều tra tội phạm sao? Không hề. Vậy Lưu Thiên Chương có từng nói không? Cũng không nói. Nhưng sở trưởng đồng ý với tôi sẽ đưa tôi tới quân đoàn 17. Sao thế? Anh không muốn đi theo sở trưởng nữa sao? Cách nghĩ của tôi sở trưởng cũng biết.
Bây giờ sức khỏe của anh ấy không tốt. Hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh phải biết, giờ tôi là bác sĩ sức khỏe của anh ấy. Vậy nên sau này còn xảy ra tình huống như vậy, anh phải báo ngay cho tôi. Nhớ chưa? Tôi biết rồi. Anh có điện thoại của phòng hành chính. Tôi cho anh một số nội bộ dinh thự. Chỉ cần anh nói tên mình, tôi nhất định sẽ nghe máy. Đây là giao hẹn của chúng ta. Được. Trong phòng bệnh họ xảy ra chuyện gì? Cậu lại không biết gì hết sao? Không biết. Chỉ cảm thấy Thẩm Lan khả nghi. Đương nhiên khả nghi rồi. Một người phụ nữ quần bát lộ, nửa đêm canh ba, ở trước cửa nhà của chuyên viên phá án. Ba ngày họ ngồi chung xe rồi. Buổi tối gặp nhau không có bất kỳ thứ gì xuất hiện. Chứng tỏ giữa hai người họ nhất định có bí mật, không thể để người khác biết. Nhưng bí mật này rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy. Bí mật này rốt cuộc là gì chứ? Tôi thật hối hận. Hai năm nay không để cậu tiếp nhận bất kỳ huấn luyện chuyên nghiệp nào. Năng lực quan sát của cậu quá kém. Đây cũng là nguyên nhân Vũ Trọng Minh nhất định phải dùng cậu. Anh ta thấy cậu dễ bị lừa, thấy cậu ngốc. Cậu nghe kỹ cho tôi. Từ hôm nay trở đi, theo dõi chặt Vũ Trọng Minh và Thẩm Lan cho tôi. Bí mật giữa hai người họ chính là then chốt để biết được thân thế của Vũ Trọng Minh. Rõ. Hôm nay ở bệnh viện, Vũ Trọng Minh còn nói gì nữa không? La Tử, cậu nhớ kỹ cho tôi. Nếu như sau này tôi phát bệnh, còn dám nói linh tinh gì nữa. Cậu giết tôi luôn đi. Sở trưởng, đây là mệnh lệnh. Rõ. Không có gì. Chỉ dặn dò tôi mấy chuyện thường ngày lặt vặt mà thôi. Đúng rồi, Trương Tiểu Linh bây giờ không làm ở bệnh viện nữa, cậu biết không? Cũng tốt. Tìm cho cô ấy một công việc nhẹ nhàng, tốt nhất là gần cậu chút. Chuyện này tôi sẽ nghĩ giúp cậu. Thời gian không còn sớm nữa, về đi. Đừng để anh ta nghi ngờ. Rõ.
Sở trưởng, vậy rửa mặt thôi. Sở trưởng, sở trưởng, sở trưởng, sở trưởng. Chủ nhiệm, sở trưởng biến mất rồi. Cái gì? Vũ Trọng Minh biến mất rồi. Thường ngày anh ấy đi ngủ không khóa cửa. Bây giờ tôi đang ở gian phòng của anh ấy. Anh ấy cũng không có ở đây. Tìm mòn dép chẳng thấy đâu. Vô tình có được chẳng tốn công. Chạy rồi. Bây giờ tôi là bác sĩ sức khỏe của anh ấy. Vậy nên sau này có xảy ra tình huống như vậy, anh nhất định phải báo ngay cho tôi. Tôi là La Tử Xuân của cơ quan điều tra tội phạm. Tôi tìm cô Tưởng. Đây là số mà cô Tưởng cho tôi. Bệnh viện chỉ truyền nước được một nửa đã bị cô gái kia rút ra, phần còn lại thì sao? Đổ hết xuống đất rồi. Sao hôm qua không nói? Trưởng quan, anh ấy bảo tôi giữ bí mật, có nghĩa là anh ấy biết vẫn chưa truyền nước xong. Chắc là, chắc không biết đâu. Anh ấy bảo tôi giữ bí mật chuyện này. Thất trách. Cô có biết là thất trách không? Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Cô Tưởng, nếu như cô đã nhìn thấy bệnh án của sở trưởng ở trung thống, hơn nữa cô cũng là bác sĩ chuyên trách của cậu ấy, vậy tôi không giấu cô nữa. Nói thật, sở trưởng Vũ bây giờ vô cùng nguy hiểm. Lần phẫu thuật đó không thành công, trong đầu cậu ấy vẫn còn mảnh đạn sót lại. Hai năm nay chỉ dựa vào tiêm thuốc để duy trì. Loại thuốc này nhìn thì có vẻ có tác dụng, nhưng thật ra tác dụng phụ rất mạnh. Trừ khi bệnh nhân phối hợp, có thể được nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng bây giờ thời gian cậu ấy phát bệnh ngày càng ngắn, lần sau nguy hiểm hơn lần trước, không hề có quy luật tuần hoàn. Không phải tôi nói quá,
Nếu như cậu ấy không quay lại tiếp nhận điều trị, trong thời gian ngắn lại phát bệnh, rất có khả năng sẽ mất mạng. Chủ nhiệm Tưởng, Vũ Trọng Minh đột nhiên mất tích. Tôi nghi ngờ anh ta sợ tội bỏ trốn. Cô Tưởng, tránh ra. Lưu Thiên Chương, Lưu Thiên Chương, con định làm gì? Ra ngoài đi. Lưu Thiên Chương, anh biết Vũ Trọng Minh ở đâu đúng không? Sao tôi biết được? Tôi không biết. Tôi nghi ngờ Vũ Trọng Minh sợ tội bỏ trốn. Tôi đang báo cáo với chủ nhiệm. Đừng tin anh ta. Người này trước nay đều lá mặt lá trái. Chuyện gì mà không làm ra được chứ? Để bắt được Vũ Trọng Minh và nắm được điểm yếu của người kể chuyện mà lợi dụng cả tôi. Cô Tưởng, cô hiểu lầm rồi. Lưu Thiên Chương, anh dám nói sự nghi ngờ và điều tra của anh với Vũ Trọng Minh không có chút lòng riêng nào không? Tôi thừa nhận tôi nghi ngờ Vũ Trọng Minh là cộng sản đảng. Hơn nữa sự nghi ngờ của tôi với anh ta không phải chuyện ngày một ngày hai. Hai năm trước khi cuộc đảo chính Tây An xảy ra, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nếu như anh ta vẫn dưỡng bệnh ở nhà, tôi có thể chỉ âm thầm điều tra. Nhưng bây giờ anh ta đầu sóng ngọn gió, làm chuyên viên phá án, điều tra vụ án quan cấp cao của cộng sản đảng mất tích, hẳn là có quyết tâm không thấy Hoàng Hà không bỏ cuộc. Chuyện này rất giống làm việc theo mệnh lệnh. Đương nhiên, mệnh lệnh đó rất có khả năng không phải mệnh lệnh của Ủy ban quân sự, là mệnh lệnh của cộng sản đảng. Đúng, anh ấy giết người kể chuyện cũng là nhận lệnh của cộng sản đảng sao? Người kể chuyện đó là đặc công cộng sản đảng, đã sống hơn 2 năm ở Tây An. Chuyện này đã có kết luận rồi. Ông ta ở ngay quán trà Dân Lai mà Vũ Trọng Minh thường xuyên ra vào. Vì sao chứ? Chẳng phải vì Vũ Trọng Minh sao? Vậy nên hành vi đột ngột hôm qua của Vũ Trọng Minh rất có khả năng là giết người diệt khẩu, bỏ xe giữ tướng. Quá ra giết hại anh trai ruột là diệt khẩu. Lại thêm người kể chuyện kia nữa, không phải Vũ Trọng Minh muốn diệt khẩu quá nhiều người rồi không? Cô Tưởng, nội gián phản đồ giả hoạt hơn rất nhiều chúng ta tưởng tượng. Tôi thề với cô, tôi điều tra anh ta tuyệt đối không có chút tình cảm cá nhân nào. Cũng mong chủ nhiệm tin tưởng, tôi nhất định lấy lợi ích của đảng làm trọng. Tôi tin cấp trên bạn học nhiều năm cũng có thể xử lý tới chết, hơn nữa lại còn trăm phương nghìn kế 2 năm trời. Lưu Thiên Chương, tôi đúng là coi thường anh rồi. Lâu ngày mới hiểu rõ lòng người. Tôi nghĩ sau này cô nhất định sẽ hiểu thôi. Nếu như sau này chứng minh sự nghi ngờ của anh là sai thì sao? Thà giết nhầm một người còn hơn bỏ sót một người. Cho dù sau này chứng minh phán đoán của tôi sai, tôi cũng không hối hận. Anh không hối hận, nhưng một mầm xanh tổ quốc có thể sẽ bị anh hại chết đó. Quá trình Vũ Trọng Minh giết anh, chỉ giết người kể chuyện kia, nếu như bị công khai thì anh ấy chính là kẻ địch đáng chết của cộng sản đảng. Anh ấy đã mất đầu một lần vì đảng rồi. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lưu Thiên Chương anh chết cùng anh ấy không? Được rồi. Lưu Thiên Chương, cậu ra ngoài trước đi. Chủ nhiệm, tôi xin được lập tức phát lệnh truy nã Vũ Trọng Minh. Tạm thời không cần. Anh ta mất tích chưa quá 6 tiếng, hơn nữa anh ta không có xe. Tôi tin anh ta nhất định chưa chạy xa đâu. Được rồi, chuyện này tôi sẽ có tính toán. Làm việc của cậu trước đi. Rõ. Rung động thật rồi. Hồ đồ. Cậu ta là đặc công, đến cả anh trai cũng giết. Người như vậy quá nguy hiểm. Làm gì có tình cảm chân thành chứ? Con thích anh ấy. Anh ấy càng nguy hiểm, càng bị người ta hiểu lầm. Con càng thích anh ấy. Thích không thể dừng được. Tới Trùng Khánh hoặc là ra nước ngoài, con tự chọn đi. Tại sao? Là con ép chú đưa con đi. Bây giờ Tây An tình thế thế nào? Chú làm gì còn tâm trí lo cho con nữa? Vậy chú đừng lo cho con nữa. Trước đây chú đưa con ra nước ngoài, chẳng phải cũng mặc kệ con sao? Nhưng con là cháu ruột của Tưởng Kính Văn, bây giờ lại đang ở Tây An. Nếu Vũ Trọng Minh là cộng sản đảng, con phải làm sao? Con bảo chú phải làm sao? Rõ ràng chú biết anh ấy không phải cộng sản đảng. Con biết Lưu Thiên Chương không có lệnh của chú, không dám hãm hại Vũ Trọng Minh.
Vũ Trọng Minh dù sao cũng là anh hùng của đảng, bây giờ lại là chuyên viên điều tra, cứ thế mất tích không rõ ràng ở Tây An. Chú định nói thế nào với quỹ ban quân sự đây? Tuyên hiệp phụ mất tích, quỹ ban quân sự còn không trị tội chú. Một chuyên viên điều tra nhỏ bé như cậu ta thì tính là gì? Đúng, chú là chủ nhiệm phòng hành chính, là chủ tịch tỉnh Tây An, có biết bao quân hoàng quân đội cần chú quản lý. Chú làm gì có thời gian đi lo lắng sự sống chết của nhân viên điều tra nhỏ bé chứ? Được, chú không lo thì con lo. Tưởng Bảo Trân, cô Tưởng, trước đây nếu có mạo phạm thì mong cô tha lỗi. Anh tránh ra, tôi không hiểu. Cô cố tình để Vũ Trọng Minh cứu người kể chuyện kia, trừ phi cho rằng người kể chuyện đó là ân nhân cứu mạng của cô và Vũ Trọng Minh. Nhưng hôm qua Vũ Trọng Minh đã giết người kể chuyện đó rồi, cô không hận anh ta sao? Tôi đương nhiên không hận anh ấy. Nếu người kể chuyện đó là cộng sản đảng, vậy thì phát đạn đó của Vũ Trọng Minh là cứu tôi. Nếu không, với địa vị của chú tôi ở Tây An, tôi còn sợ có người lợi dụng chuyện này gây chuyện đấy. Anh nói có phải không, chủ nhiệm Lưu Thiêm Chương? Cô không tin tôi vậy sao? Anh lợi dụng tôi, anh bảo tôi phải tin anh thế nào? Nếu như nói vậy, Vũ Trọng Minh cũng như tôi thôi. Tôi bằng lòng để anh ấy lợi dụng. Nói như vậy anh hài lòng rồi chứ? Cô đi tìm Vũ Trọng Minh đúng không? Đúng thì sao? Vậy chúng ta có chung mục đích. Tôi cứu người, anh giết người, sao giống nhau được? Đừng nói chuyện giận dỗi được không? Vũ Trọng Minh mất tích vô cùng kỳ lạ, phải tìm được người rồi tính. Chỗ tôi có vài manh mối, cô không muốn nghe chút nào sao? Thật là tôi quá coi trọng con bé này rồi. Tôi vẫn luôn coi nó là con gái mình. Đừng giận, hại sức khỏe. Con gái khi yêu chẳng nói đạo lý đâu. Ai mà ngờ được, Bạch mẫu đơn thường ngày thanh khiết ngoan ngoãn, được biết bao cậu ấm kinh thành theo đuổi, lại chạy tới Tây An, rồi phải lòng chủ nhiệm Tưởng đã có gia đình rồi chứ? Bởi vì bây giờ là thời chiến, quân nhân là sự lựa chọn tốt nhất của phụ nữ. Vậy nên cô Tưởng thích quân nhân cũng là chuyện đương nhiên. Cậu ta là quân nhân cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên bệnh đầu cơ khắp nơi mà thôi. Đúng vậy. Nếu như người này không chịu chữa bệnh, vậy thì cậu ta và cô Tưởng cũng không có kết quả gì đâu. Ngài còn lo lắng gì chứ? Đúng, chính là cô ấy. Tiểu Linh, sao em lại tới đây? Chị Thẩm Lan, Dương Dương xảy ra chuyện rồi. Hôm qua Dương Dương bị sốt cao, cả đêm không đỡ. Sáng nay đã đưa tới bệnh viện rồi. Bác sĩ nói thằng bé viêm ruột thừa cấp tính. Em đợi chút, chị đi xin nghỉ phép. Chị đừng đi nữa, mau lên. Tôi sẽ nói với sở trưởng giúp chị. Cảm ơn cậu nhé, không có gì, đi. Anh nói Thẩm Lan gây bất lợi cho Vũ Trọng Minh. Tại sao? Lẽ nào cô ấy biết Vũ Trọng Minh giết người kể chuyện kia rồi? Tuyệt đối không thể nào. Tất cả những người tham gia thẩm vấn đều bị tôi cách ly rồi. Tới hôm nay chỉ có 3 người rời khỏi phòng thẩm vấn trung thống: chủ nhiệm Tưởng, tôi và cô Lưu Thiêm Chương. Chẳng lẽ anh nghi ngờ cả tôi sao? Cô không giống cộng sản đảng. Không giống. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm qua lại với họ của tôi, tính tình và cách làm việc của cô khác xa họ. Được rồi, đương nhiên tôi không phải cộng sản đảng. Tôi mà là cộng sản đảng thì đám bát lộ kia quá có sức hút rồi. Tôi thấy manh mối Thẩm Lan này rất quan trọng, chúng ta lập tức đi tìm cô ấy. Đúng là anh hùng. Vậy anh còn không lái xe nhanh lên? Không vội.
Địa điểm cho cô gặp Thẩm Lan tôi sắp xếp xong rồi. Tôi gặp Thẩm Lan. Đúng vậy. Bây giờ tôi không tiện tiếp xúc với Thẩm Lan. Nhưng cô thì khác. Cô còn có một thân phận khác, là bạn gái của Vũ Trọng Minh. Lưu Thiên Chương. Được rồi, giận thì giận, nhưng để tìm được Vũ Trọng Minh, tôi nghĩ cô nhất định cam tâm tình nguyện để tôi lợi dụng nhỉ. Nếu mục đích của anh không phải để tìm người Lưu Thiên Chương, tôi nhất định không tha cho anh. Được. Tới khi đó tôi nhất định sẽ không cầu xin. Làm gì thế?